Có một số ông thì lời nhiều quá, thuê vào 50, cho thuê ra được 80 triệu, lời được 30 triệu, thế là được 60%. Bạn Trung Hiếu nói là có lô đất nông nghiệp 2,4 mẫu trị giá 12 tỷ, muốn xin anh cách marketing hiệu quả đối với phân khúc này. Rồi, thế tôi chia sẻ cho bạn là như này, cái này thì nó cái chủ đề marketing này nó hơi rộng, nhưng mà ví dụ như bình thường ấy, thông thường bình thường khi tôi bán một cái tài sản tôi có thể triển khai trên 7 kênh marketing cùng một lúc. Đấy. Và ví dụ như là trong số đấy, ví dụ gửi môi giới là một kênh marketing. Đấy. Làm đăng online là một kênh marketing. Ví dụ như một số bạn thì như bên này chúng tôi có những cái đội marketing chạy quảng cáo Facebook, Google chạy online đấy để bán tài sản. Thế thì cái thông điệp họ viết nó cũng hấp dẫn. Đấy. Thế nên là cái bán tài sản thì nó vẫn thanh khoản được trong cái giai đoạn dịch này. Tôi không nói là bán rất nhanh, nhưng nếu mà không có marketing thì sẽ không bao giờ bán được. Đấy. Và nó vẫn giúp cho thanh khoản được tài sản. Đấy. Thì như trường hợp vừa nãy cái câu hỏi của bạn, cái miếng đất ở Đồng Nai thì bạn phải chú trọng marketing. Thì ở đây tôi ví dụ như là một hai kênh bạn gửi môi giới, hay là bạn biết phải biết chạy quảng cáo online. Đấy, hoặc phải biết những đội nhóm mà marketing online mà nó giúp cho mình được. Đấy, như bên này các học viên mà chuyên đề của Nick ấy, học chuyên đề của Nick nhé, thì được tôi giới thiệu những cái đội nhóm marketing online đấy, và người ta chạy giúp cho luôn, chạy dịch vụ cho. Thế những bạn mà mới học lớp cơ bản thì sau này thì nếu có điều kiện thì nên học thêm các lớp về đầu tư, ví dụ như là marketing 7 kênh marketing, nào làm cái nội dung bài quảng cáo nào cho nó hấp dẫn. Đấy, bán cái bất động sản, nhưng mà đừng bán bất động sản. Tôi ví dụ một cái nhé, một số bạn ấy thì bạn chỉ ghi là bán đất, ví dụ như vừa nãy bạn nói bán đất 2,4 mẫu đúng không? Đấy. Thế nhiều bạn thì cái thông điệp truyền thông ấy, tôi ví dụ này, đừng nói là bán đất nông nghiệp 2,4 mẫu, mà là nó phải là gọi là bán, ví dụ như là bán đất nông bán 2,4 mẫu phù hợp làm phù hợp làm biệt thự nhà vườn. Đấy. Hoặc là gọi là phù hợp làm resort. Đấy. Thì ở đây ấy, là bạn cái thông điệp truyền thông của bạn. Đấy. Nó cần phải thay đổi, nó cần phải thay đổi. Đấy. Và giờ tôi nói ví dụ như ba cái phần bạn làm, thì phần sản phẩm, phần marketing, phần bán hàng, thì không biết cái đất của bạn nó đã đẹp đẽ vuông vắn chưa. Đấy. Rồi bạn cái đất của bạn về mặt pháp lý, về mặt đặt giá, tôi ví dụ như là sổ sách giấy tờ có chưa, nếu chưa có thì đi làm đi. Đấy. Về mặt giá cả thì khảo sát thì giá thị trường. Đấy. Rồi là xem lại xem là về cái của bạn nó có thuộc loại khan hiếm không, và bạn phải đặt cái giá. Đấy. Nó hợp lý. Ví dụ như là dịch này thì không phải là cứ hạ giá là bán được, đôi khi là hạ giá không bán được. Đấy. Nhiều trường hợp tăng giá lại bán được. Tại sao? Bởi vì thực ra có những người, ví dụ như tôi chẳng hạn, tài sản tôi nhiều, một số tài sản tôi không bán được. Ví dụ tôi có tài sản, trước tôi bán cái tài sản tôi bán hơn 10 tỷ không bán được, thì sau tôi tăng giá lên 13 tỷ, thì à đâu đăng 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 lên hẳn 15 tỷ, vì sau lại bán được khoảng độ gần 13 tỷ. Thì tại sao như thế? Bởi vì là như này, cái thời điểm mà mình bán rẻ là mình cho người ta cơ hội, nhưng người ta không mua thì mình, vì sau mình tăng giá lên, và đôi khi tăng giá lên thì gặp được đúng cái đối tượng khách hàng, cái tầm tiền đấy. Ví dụ cái ông mà có mười mấy tỷ, 13, 15 tỷ, thì ông lại đang đi tìm cái 13, 15 tỷ, thì ông lại không đi tìm cái loại 10 tỷ. Đấy. Và cái thứ ba nữa là bởi vì tại sao mà tăng giá vẫn bán được? Bởi vì là marketing tốt và bán hàng tốt, nên là vẫn xử lý được cái tài sản đấy. Đấy. Nên là để xóa đi cái tư duy sai lầm là cứ không phải là cứ hạ giá mới bán được. Đấy. Thì bạn ấy có nhiều khi, rất nhiều trường hợp ấy, là tăng giá nó mới bán tốt. Đấy. Tăng giá làm gì? Tăng giá thì cho khách hàng giảm thoải mái. Đấy ạ. Ví dụ cái miếng gần đây tôi bán đang gần 40 tỷ đây, hôm tới tôi giao lên hẳn 60 tỷ để cho giảm giá cho thoải mái. Rồi là tiền mình cho môi giới thoải mái hơn, mình tăng giá lên mình cho môi giới anh em thoải mái hơn. Nên là ở cương vị bán thì không phải lúc nào là cứ hạ giá mới là hay. Đấy. Rất nhiều trường hợp là tăng giá mới tốt, tăng giá mới bán được. Và tất nhiên nhiều trường hợp là mình cũng phải xem giá thị trường. Ví dụ như cái tài sản của tôi tăng giá được như thế bởi vì cái loại của tôi nó thuộc loại khan hiếm. Đấy, không có người bán mới. Đấy. Có một cái câu hỏi này của bạn là Hằng My.
Thưa thầy, chỗ khu xã nhà em đang ở đang có rất nhiều dự án quy hoạch. Đấy. Em mua lô đất khoảng 1 hecta, người dân này bám mặt đường. Em muốn phân lô ra để bán theo phân khúc khách cho khách hàng thu nhập nhưng chưa biết tính chi phí cụ thể ra sao. Rồi. Ok, thế câu chuyện thì nó như này, tức là trường hợp mà bạn phân lô bán ấy, bạn phải đi hỏi cái phần pháp lý ấy. Hiện nay nhiều người mua xong là đâu có bán, đâu có phân lô đâu đấy, bạn phải đi hỏi chi phí pháp lý trước đấy. Rồi là ở đây chưa biết tính chi phí cụ thể là sao thì bạn phải lập cái dự toán trên file Excel đi đấy, giá mua đấy. Rồi là tiền làm hạ tầng đấy, tiền chi phí pháp lý, tiền phí bán hàng, chi phí khuyến mại cho khách hàng đấy. Thế nếu mà bạn ví dụ như là bạn phải lập toàn bộ cái dự toán đấy, bạn chưa có số liệu thì bạn phải đi hỏi những người đã từng làm được đấy. Chắc là Hằng My là chưa có học lớp chuyên đề của Nick. Nếu bạn học một cái lớp chuyên đề của Nick ấy, thì tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số anh em làm phân lô bán. Thế sau đó thì người ta đưa cho bạn những cái biểu mẫu, những cái kinh nghiệm, những cái quy trình, những cái cách làm đấy, thì bạn sẽ giao lưu được nhiều hơn. Thì đầu tiên bạn học cái cơ bản đấy, sau đó thì như tôi ví dụ như tôi có một bạn học viên đấy, thì nhờ tham dự lớp học Nick mà mua phân lô bán 70 lô ở Cam Lâm ấy, là bán hết ấy. Là nhờ bạn ấy đi học Nick, xong bạn ấy vào được trong cộng đồng của Nick đấy. Lúc học ấy thì bạn học được phần marketing, phần bán hàng, và sau đó thì bạn ấy áp dụng những kiến thức ấy luôn, áp dụng hết và bạn ấy bán được đấy. Và trong cộng đồng thì nhiều khi bạn còn cũng có khá nhiều anh em học viên khác thì cũng mua của bạn ấy luôn đấy. Thì được cái giá nó ưu đãi thì, nên là nhiều khi một số anh em ở đây thì, nên trang bị kiến thức. Thực ra thì tất nhiên là tôi là người dạy về bất động sản, tôi khuyến khích bạn là trang bị về kiến thức, nhưng mà đúng là cái việc đấy rất là cần thiết vì nhiều người đúng là chả có cái kiến thức gì đấy. Đi vào đi đi đầu tư thì gặp quá nhiều rủi ro, trong khi cái số tiền bỏ ra thì nó quá ít, quá 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 nhiều ấy. Mà trượt tay mất tiền cái là rắc rối luôn đấy. Thế thì còn nếu mà chưa có điều kiện thì thôi, thì mình cứ xem mấy cái lớp học miễn phí đấy, rồi mình những cái buổi live stream này mình bắt được ý tưởng nào thì mình áp dụng ngay đấy. Vì bình thường những cái lớp học kia 3 ngày nó nói khoảng 30 tiếng, chả biết diễn đạt nào. Ok rồi bạn Việt Hải hỏi là em có một cái tài sản gồm 8 cái căn trọ cao cấp, rồi một căn nhà một trệt một lầu, diện tích đất là 220 mét vuông, hẻm 2 mét. Em muốn bán tài sản này thì định giá theo phương pháp dòng tiền như thế nào? Vụ này. Cái tài sản này của em thì có định giá, thì mọi khi tôi hay chia sẻ là có 3 phương pháp định giá. Chúng ta có phương pháp so sánh, phương pháp chi phí và phương pháp dòng tiền. So sánh là gì? Ví dụ cái đất đấy của em đấy là 220 mét vuông đất, thì đất đấy mặt bằng chung đất nó khoảng bao nhiêu? Ví dụ 20 triệu một mét thì tiền đất là 4 tỷ. 80 phòng trọ cao cấp, ví dụ như là tôi ví dụ như 45 triệu một phòng đi, khoảng độ tầm mà rơi vào 320, 320, 360 đi, ví dụ thế. Cộng với một nhà một trệt một lầu, chả biết hết bao tiền, 500 nữa đi. Thế tỷ mốt cộng với lại 4 tỷ, tôi ví dụ thế, khoảng 5 tỷ, thì đấy là phương pháp chi phí, tức là tính ra tiền xây. Ví dụ xây một phòng hết 40, 45 triệu thì đấy là phần tiền xây. Thì chúng ta có 3 phương pháp so sánh, chi phí và dòng tiền. Dòng tiền thì 18 triệu một tháng thì một năm được bao nhiêu? 240, chưa được 240, được 220. 220 thì không nên định giá tài sản này theo phương pháp dòng tiền, thì dòng tiền nó quá thấp. Nên nếu mà em định giá bằng phương pháp so sánh thì nó hiệu quả hơn, so sánh và chi phí, tức là tiền đất bao nhiêu, tiền xây bao nhiêu. Đấy, thì trong trường hợp này nó nên như thế. Rồi ok, các bạn comment vào trong ô chat so sánh chi phí dòng tiền. Đấy. Chi phí tức là cái tiền mà xây lên. Rồi ok, anh em comment vào trong ô chat nhé, ôn bài cho một số bạn này. 3 phương pháp định giá, so sánh, chi phí, dòng tiền. Rồi. Còn trong khuôn khổ cái lớp này tôi không có đủ thời gian để chia sẻ hết cho anh em về về cụ thể về từng phương pháp. Để sau này, vì ngày xưa tôi làm định giá cho bên Techcombank mà, tôi định giá khoảng hơn 1.200 cái tài sản cho bên ngân hàng Techcombank. Thì tôi chia sẻ với bạn là có rất là nhiều kiến thức hay, và nó giúp cho bạn có thể đi mua mà không mất tiền.
Đấy, một số bạn mà đã học cái lớp học của Nick ấy thì dở lại tài liệu ôn bài nhá. Đấy, đã học lớp chuyên đề của Nick rồi, lớp đầu tư của Nick rồi thì dở chuyên đề ôn bài. Tôi những bạn học viên là đi mua cái tài sản 1 tỷ 6 thế chấp ngân hàng vay được 2 tỷ. Đấy. Thì những bạn mà gần đây mới học lớp đầu tư của Nick ấy thì dở tài liệu lại ôn bài nhá. Rồi. Thì những cái kiến thức về định giá thì theo tôi là cần thiết. Đấy, nhiều anh em mà biết cách vận dụng là mua không mất tiền luôn. Đó. Ok, và đấy cũng là cái ý tưởng. Một số bạn có thể chưa biết cách làm nào nhưng mà đấy là cái ý tưởng. Bạn cứ cứ cứ, cứ gọi là giữ cái ý tưởng ấy ở trong đầu và bạn sẽ suy nghĩ dần về nó. Rồi. Đấy, bạn comment vào ô chat nha là mua không mất tiền. Đấy. Rồi bạn hãy giữ cái ý tưởng đấy và bạn bắt đầu suy nghĩ về nó. Rồi mua không mất tiền. Anh em comment vào ô chat đi. Rồi mua không mất tiền. Tôi cũng đã từng mua những tài sản không bỏ đồng nào ra cả, nên là hoặc là mua không đủ tiền. Tôi ví dụ như là mua 200 lô đất mua xỉ bán lẻ Phú Quốc, 200 lô đất thì mua vào là 160 tỷ, thế nhưng mà thực tế thì công ty cũng đâu có đủ 160 tỷ đâu. Thế thời điểm đấy thì có khoảng độ tầm thả xuống 200 lô đất, mỗi lô đặt cọc có 100 triệu thôi thì là 20 tỷ thôi. Đấy. Thế thì mua không mất tiền hoặc là mua không đủ tiền. Đấy. Mua không đủ tiền. Rồi. Ok. Thì một số bạn cứ giữ cái ý tưởng ấy trong đầu. Đấy. Có những người thì người ta bảo làm sao làm cái việc đấy được. Đấy. Thì tùy họ thôi, không có đúng không có sai. Đấy. Không có đúng không có sai, chỉ có là cái niềm tin nào nó sẽ hỗ trợ cho bạn thôi. Đấy. Và rất là nhiều người thì họ có những cái niềm tin giới hạn nên họ không thể thành công được. Ngày xưa tôi cũng đi mua, mà ví dụ một số bạn mà cuối tuần này ấy, đã từng học cái lớp học của Nick, cái việc mà mua không mất tiền này tôi làm cách đây hơn 10 năm rồi. Hồi đến mua cái nhà 2 tỷ, thế thì sau đó sửa 80 triệu bán ra 2 tỷ rưỡi đấy. Đấy, thì tôi làm cái việc đấy cũng hơn chục năm trước rồi. Đấy, nhiều bạn thì hiện nay tôi ví dụ như này, đây một câu hỏi bạn Vĩnh Thanh. Cho em hỏi đất nông nghiệp như thế nào thì dễ chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở. Thì ví dụ như này, mọi người đi mua đầu tư ấy, thì mọi người hay có cái không có biết cái kinh nghiệm là đầu tiên là phải xem cái quy hoạch chung. Đấy. Thì đây cái kinh nghiệm mà nhiều anh em không biết, tức là đầu tiên phải xem quy hoạch chung của toàn bộ cái khu vực đấy, là chỗ nào là quy hoạch đất ở đô thị, chỗ nào là đất ở nông thôn, đấy, chỗ nào là đất gọi là ví dụ như là công viên chẳng hạn, ví dụ thế. Đấy, thì nhiều bạn là không có xem quy hoạch thì xem ở đâu thì phải đi lên phòng tài nguyên hoặc là nhờ địa chính đấy, hoặc là đăng ký đất đai vân vân, không biết ở chỗ nào thì hỏi vào ủy ban nhân dân hỏi, thấy chưa? Đấy. Thế thì ví dụ như đất nông nghiệp tiêu chí dễ chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở thì tôi ví dụ như là về bảng xếp hạng thì có thể là đất ở sẽ là đầu bảng, đất ở lâu dài đầu bảng đắt nhất, giá trị nhất. Nó sẽ thấp hơn thì có thể đất trồng cây. Đấy. Thấp hơn nữa thì có thể đến mấy cái đất như là đất lúa rồi đất rừng đấy, đất rừng sản xuất đấy, kiểu như vậy. Đất thủy sản vân vân, nhiều loại đất lắm. Thế còn thấp hơn nữa thì một số bạn thì ví dụ không nên sờ vào, ví dụ như đất rừng phòng hộ chẳng hạn, thế mua vào thì rách việc đấy. Thì thường thì một số bạn mới thì cứ nhớ mấy cái cơ bản đấy, thì đất ở là đầu bảng rồi. Thứ hai là đất nông nghiệp, nhưng mà ví dụ đất trồng cây lâu năm ấy thì nó tốt cho bạn hơn. Rồi thì mấy cái loại đất là đi giao dịch anh em hay gặp nhất. Rồi. Đất rừng sản xuất cũng được, tôi mua khá nhiều hectare đất rừng sản xuất không có sao cả. Đấy, mình mua đất xong bắt đầu sau này mình lập dự án hoặc thậm chí là mình cũng dùng được luôn. Đấy, trồng cây, tôi ví dụ như là gần đây có miếng đất của tôi gần biển ấy cũng nhiều hectare, thì tôi đang tính là trồng dừa. Đấy. Trồng dừa thì trồng dừa thì đi sau khoảng 3 4 năm đi vào khai thác thì mỗi cây dừa nó được khoảng 1 triệu 1 cây, 1 triệu 1 cây 1 năm đấy, khai thác quả đấy. Nếu bạn trồng 500 cây dừa thì 1 năm được 500 triệu, trồng được 2.000 cây dừa thì 1 năm được 2 tỷ đấy, thì cũng là hiệu quả đấy chứ đấy. Thì cái đất thì nhiều anh em thì chỉ mua đất công nhưng mà nên khai thác trên đất rồi, phải khai thác và dần dần các bạn không nên chỉ có việc đầu cơ, không có chỉ có đầu cơ mà mọi người nên là khai thác được trên đất nó có thể sinh ra dòng tiền. Tôi ví dụ như là tôi có một hòn đảo
thì cái hòn đảo đấy ấy, mỗi một năm là nó cho tôi là hơn 1 tỷ tiền khai thác hải sản. Đấy, thì hơn 1 tỷ tức là một tháng nó được khoảng độ tầm 100 triệu. Đấy, 100 triệu nó có bào ngư, hải sâm, rồi ốc ấy, vân vân. Đấy, thì như thế là hiệu quả, tức là cái khái niệm là phải khai thác được ở trên đất. Đấy, thì tốt cho bạn. Rồi anh em comment vào trong ô chat nhé. Đấy, là bất động sản là ưu tiên khai thác được. Đấy, những cái loại gì mua cũng được nhưng mà phải khai thác được. Đấy, thì bạn cái comment vào trong ô chat đi, ưu tiên khai thác được. Đấy, bất động sản ưu tiên khai thác được, chứ đừng chỉ mua không xong bắt đầu là ngồi chơi cầu nguyện. Đấy, như cái miếng đất của tôi 24 hecta 2 km mặt biển đấy, thì đợt tới này nó có 2 cái bãi tắm ấy, thì cũng phải chặt cây lùi lại này, rồi là khai thác được. Hay một cái biệt thự hồi trước mà tôi mua, biệt thự nghỉ dưỡng mua chủ đầu tư ấy, đại khái là hồi đấy mình mua cũng rẻ vì cái ông bán nó cũng cần bán. Thế bây giờ mình đưa vào khai thác thì dòng tiền cho thuê thì tháng được khoảng 30-40, mình tự cho thuê luôn, cũng chả cần phải nhờ qua chủ đầu tư. Đấy, thì nó có một cái hội những cái người mà cho thuê trong cái khu nghỉ dưỡng đấy. Thế thì cứ có khách thì 3 triệu 5 triệu một ngày, 5 triệu một ngày cho thuê cả, 5 triệu một ngày thì tháng chỉ cần khai thác khoảng 6 ngày là được 30. Đấy, thế là ưu tiên khai thác được. Rồi rồi, thế một số câu chuyện mất tiền nhỉ, chia sẻ anh em một số câu chuyện mất tiền. Được tiền là một chuyện, nhưng mất tiền, ví dụ bên này trước đi mua một cái tài sản, đại khái là nó một cái sàn văn phòng. Thế thì mình ví dụ đi mua tài sản thì bạn nên kiểm tra tài sản nó kỹ một tí. Ví dụ trường hợp trước có cái tài sản tôi mua nó cái dạng sàn văn phòng ấy, thế mình không kiểm tra cái hệ thống điều hòa, thế vì sau kiểm tra kỹ lại thì nó bị hỏng mất rồi, mà lúc đấy mua bán giao dịch xong rồi, thế sửa ấy mất khoảng độ tầm gần 300 triệu. Thì 300 triệu đấy đấy, sơ suất cái nó mất tiền thôi. Đáng nhẽ kiểm tra thì bảo ông bên bán ấy, ông ấy sửa cho mình, thế thì mình đỡ được 300. Nhưng mà rút kinh nghiệm của đấy, lúc mà mua sang cái loại tài sản gần 40 tỷ, cũng một cái sàn văn phòng khác, thì kiểm tra lại hết hệ thống thì nó đỡ được, và nó không sau đó phát hiện là lại bị hỏng. Thế thì may quá bắt ông kia cũng sửa luôn. Đấy, nên là nhiều bạn thì đi đầu tư mà thiếu những cái kinh nghiệm, ví dụ như là điều tra tài sản. Thì tôi chỉ ví dụ một cái nhỏ thôi, đã mất khoảng 200 rồi. Còn những trường hợp mà dính những cái rủi ro khác như là pháp lý, đấy, quy hoạch, đấy, hay là tranh chấp, thì thôi coi như là một số bạn là coi như là bán không ra luôn. Đấy, phong thủy, ví dụ như là pháp lý là bị dính vào sổ đỏ không ra được này, dính vào quy hoạch này, bị tranh chấp, tôi ví dụ như là mua xong có tranh chấp với hàng xóm, rồi là tranh chấp với chính quyền. Đấy, phong thủy tức là đất, là ví dụ như là ở dưới nó có mồ mả, đấy, hay là ví dụ như là nó bị xung quanh nó hoặc là cái đất nó nghịch, tối nằm ngủ toàn thấy ma thôi chẳng hạn. Đấy, hay là từ lúc ở vào phát sức khỏe cuộc đời đi xuống, đấy, vân vân. Thì nhiều bạn là không có biết điều tra. Nên sau này một số anh em mà có điều kiện, bạn nên đi học cái lớp đầu tư của Nick. Đấy, thì tôi không phải cố gắng để bảo bạn đi học, nhưng mà thực ra thì thực ra nhiều anh em thiếu kiến thức quá mà không xác định được cái việc đấy là cái việc là quan trọng, đầu tư hàng tỷ đồng nhưng mà không có đầu tư vào cái hiểu biết của mình ấy. Nên là mình hay gặp rủi ro. Rồi, ok, anh em comment vào trong ô chat nha, điều tra tài sản được chưa? Đấy, điều tra tài sản. Đấy, thì bạn nào sắp đi mua giai đoạn này, định bắt đáy này, định tìm những ông vỡ nợ phá sản. Đấy, thế xong bắt đầu mình mua, mình khai thác kinh doanh ra tiền, xong đợi thị trường đi lên. Đấy, thì mình lại bán ra kiếm được tiền. Đấy, thì tôi chia sẻ với bạn là giai đoạn này cũng rất là nhiều anh em là đang đi săn đấy, rất nhiều người đang đi săn tài sản đấy, được chưa? Rồi. Thì một số anh em điều tra kỹ tài sản vào nhá. Rồi, một số anh em đang đi săn đấy mà, hoặc là đang định lao ra bắt đáy đấy, thì cái rủi ro lớn nhất với những bạn ít vốn đấy là mua xong, tức là vốn ngắn, tôi cũng rất là hay gặp, tức là tiền mình có một khoản này, ví dụ có 500 triệu thôi, hoặc mình có 2 tỷ thôi, hay mình có 5 tỷ, hay mình có 50 tỷ,
Thì đại khái là mình có một khoản tiền nhưng mà mình cứ ập vào một cái mình mua một phát hết tiền luôn, xong cái tài sản đấy nó lại không thanh khoản, mua miếng đất ở rất xa, hoặc là mua của chủ đầu tư hết tiền ném vào đấy, nhưng mà sau đấy thì bán không bán được, mà trong khi thì cái tiền đấy lại là cái tiền mình đang kinh doanh, đang sinh hoạt đấy. Thì nó gọi là cái sai lầm ở đây là gọi là đầu lấy đầu tư dài hạn, nhưng mà trong khi là cái tiền của bạn đấy là cái tiền ngắn hạn. Nó có thể bao gồm tiền đi vay của anh em bạn bè, nó có thể bao gồm là cái tiền đấy là vốn là lưu động, cái tiền dự phòng mà bạn mang ra bạn ấy đánh tất tay đấy, vào những cái việc mà dài hạn đấy, đầu tư quá dài hạn. Những bạn mới thì tôi khuyến khích là thôi là nên ưu tiên những cái thanh khoản nên xếp số 1 với những bạn mới, tức là nếu có trục trặc gì bạn bán ra cái được có người mua, thanh khoản nên xếp số 1 với những bạn mới vừa giao dịch xong cái thì bán ra thì có thể là lời một ít hoặc là lỗ một ít đấy, nhưng mà nó vẫn có cái trải nghiệm, vẫn có cái kinh nghiệm đấy. Với bạn mới thì pháp lý với thanh khoản là nên ưu tiên. Thế còn những anh em dày dặn kinh nghiệm rồi, ví dụ như là làm lâu rồi thì ví dụ như là cứ phải lãi nhiều, lãi dày thì mới làm. Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi mà bảo là mua mà lời 10% thì chắc là tôi không làm, 20% chả làm, lời ít quá bây giờ cũng chả không làm mấy loại đấy. Đấy, đây có một câu hỏi bạn Việt Hải này: em làm thuê cho thuê tỷ lệ lãi trên vốn bao nhiêu phần trăm năm là tối ưu? Em thường thuê và cho thuê lại hợp đồng chủ nhà được 5 năm. Cái phần thuê cho thuê thì nó tính cái con số mà người ta hay dùng là con số này nhé bạn Việt Hải nhé, là ví dụ như này này, thuê vào 20 triệu cho thuê ra được 30 triệu là lời được 10 triệu đúng không? 10 triệu thì bằng 50%, tức là cái lợi nhuận trên giá thuê, bạn tính nhanh cái tính vo, người ta gọi là tính vo. Đấy, thuê vào 20 cho thuê ra được 30, lời được 10 triệu thì là tuyệt vời, 50% là tuyệt vời rồi. Nhưng con số tối thiểu mà làm thì tầm 40, 35, 40% cũng làm được. Ví dụ thuê vào 30 cho thuê ra được 40, 40 thì lời được có 10 triệu, 10 triệu thì là lợi nhuận đấy, nhưng mà chia cho lợi nhuận gộp ấy, nhưng mà chia cho giá đầu vào là 30 thì được 33%, thì 33% thì tài sản đấy về rất trung tâm, 33% trong trung tâm thì đôi khi là ngon hơn là 50%, nhưng mà lại tài sản ở xa, tức là xa thì nó mỗi khi khách ra ấy, thì có khách khác vào nó hơi lâu, nhưng mà thuê vào 30 cũng được, cho thuê ra 40 lời thì có 10 triệu thì nó ra là hơi ít, ba mấy phần trăm là hơi ít. Nhiều người làm thuê cho thuê lại là người ta quan điểm là phải 40-50% trở lên mới làm đấy. Thế có một số ông thì lời nhiều quá, thuê vào 50 cho thuê ra được 80 triệu, lời được 30 triệu, thế là được 60%. Thì cái công cụ này thực ra thời điểm này rất là tốt này, thuê cho thuê lại này. Thế tôi chia sẻ cho bạn về tại sao ấy, bởi vì cái công cụ này thời điểm này rất nhiều người trả mặt bằng đấy, nên bắt đầu mới xuất hiện những cái gọi là cái mặt bằng đẹp. Đợt vừa rồi tôi có một bạn, một chị học sinh cũng thuê xong cho thuê lại một cái khách sạn, đại khái khách sạn nó cũ rồi, thế cái nhà khách sạn đấy tóm lại lời được 30 triệu một tháng. Thì cái thời điểm dịch này nó mới xuất hiện cái việc trả mặt bằng và chị mới bắt được cái cơ hội đấy. Đấy, thế thì lời được 30 triệu thì nó cũng chả phải là gì ghê gớm, nhưng mà thôi có một tháng có thêm 30 triệu thì là tuyệt vời rồi đấy. Với một số anh em thế là quá tuyệt vời rồi. Thì tôi vừa nói cho bạn Việt Hải rồi nhé, tức là cái con số ở đây có thể là 40-50% trên, chứ nó không tính theo năm đấy, lãi trên 4 mà tôi đang nói là cái con số mà người ta hay dùng trong cái việc thuê cho thuê lại đấy, thì là giá thuê đầu vào trên cái lợi nhuận trên đầu vào. Tôi vừa ví dụ thuê vào 30 cho thuê ra 40 ấy, đấy, là lời được 10 triệu đấy, lợi nhuận gộp ấy. Rồi, ok rồi. Còn hợp đồng với chủ nhà được 5 năm, còn với đầu tư nhá. Đấy, thì ok anh em comment cái phần này tôi chia sẻ này là với khởi nghiệp, nghe như bạn Việt Hải này nói ấy, thì có thể là bạn là khởi nghiệp, thì với mấy ông khởi nghiệp ấy thì nó nên đi quan điểm về đầu tư về kinh doanh là như này này, là nên ưu tiên hoàn vốn nhanh đấy, tức là thời gian thu hồi vốn, suất đầu tư và thời gian thu hồi vốn. Thì ví dụ suất đầu tư ít, đầu tư có 1-2 đồng, suất đầu tư thấp lợi nhuận cao. Ví dụ thả năm, tôi ví dụ như này, tôi hướng dẫn cho rất nhiều bạn học viên là làm cái mô hình là mở văn phòng bất động sản, công ty bất động sản, cái vốn nó có 50 triệu nhưng mà sau 4 tháng nó kiếm được 1 tỷ đồng. Tôi nói lại nha, vốn có 50 triệu, sau 4 tháng
làm văn phòng bất động sản kiếm được 1 tỷ đồng, thì đấy được gọi là suất đầu tư ban đầu thấp, tỷ suất lợi nhuận cao, được chưa? Đấy. Thời gian hoàn vốn nhanh không thì gọi là quá nhanh, được chưa? Rồi ok, thế bạn hãy comment vào trong ô chat này, suất đầu tư thấp, thời gian hoàn vốn nhanh, được chưa? Đấy, thì với khởi nghiệp là phải ưu tiên như thế. Thế chứ còn ví dụ mà một số mô hình mà nói là 3 năm mới hoàn vốn, 12 năm mới hoàn vốn thì mấy ông khởi nghiệp thì thôi, không ưu tiên. Cái người trường vốn, cái người có vốn mạnh thì người ta mới làm những cái loại đấy. Còn mới khởi nghiệp thì không nên. Rồi.